Xin chào anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em, Hotline 0969 155 444. Thì hiện tại bên em đang bán và cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu với công nghệ 4.0 như là camera, định vị, máy nghe lén, máy ghi âm, thiết bị dò sóng, thiết bị kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên, gọi điện tới số hotline của bên em để được bên em tư vấn anh chị nhé. Ngoài ra thì bên em còn nhận độ chế máy ghi âm, camera, định vị và tất cả các đồ vật theo yêu cầu của quý khách hàng. Cái gì bên em cũng chế nhé. Anh chị chỉ cần gửi hình ảnh qua Zalo số điện thoại 444 hoặc là inbox trực tiếp qua bên em thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ anh chị 24/24. Thì quay trở lại với video clip của chúng ta ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm chế đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng trong thời gian vừa qua. Đó chính là chiếc camera ngụy trang bóng đèn ngủ 3D anh chị nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này, anh chị đã có thể là sử dụng như một chiếc đèn ngủ bình thường. Ngoài ra thì ở trong đây đã được bên em thiết kế một chiếc camera mini siêu nhỏ giúp anh chị đã có thể quay video với chất lượng hình ảnh là full 4K. Quay video thì đầy đủ âm thanh, xem được trực tiếp từ xa, không giãn khoảng cách khi có wifi 3G, 4G. Góc quay thì cực kỳ là rộng, lên đến là 170 độ. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 128GB. Thì rất phù hợp cho những anh chị nào mà bây giờ muốn biến nó thành một chiếc camera giám sát ở trong gia đình. Mình có thể giám sát là vợ chồng này, giám sát con cái học tập này, giám sát người làm, người giúp việc này, cũng như giám sát đồ vật tài sản của mình một cách bí mật nhất, an toàn nhất mà không ai người ta có thể phát hiện ra được anh chị nhá. Thì khi anh chị mua cái bộ sản phẩm này về thì bên em sẽ tặng kèm cho mình một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 128GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video, dữ liệu lên đến là 20 ngày liên tục và sẽ có chức năng là ghi đẩy cũng như là ghi đè. Tiếp đến là chế độ chính sách bảo hành, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Còn trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị đã có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ nhé. Kèm theo đó là bên em sẽ đi kèm cho mình một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Ở đây là bên em có ghi đầy đủ tất cả các bước nhé, từ tải phần mềm, cắm giáp pin, khởi động camera đến lúc thoát ra ngoài kết nối thành công, thì từ A đến Z là bên em có ghi đầy đủ hết vào trong này rồi. Và khi anh chị mua về là mình có thể nhìn vào đây là để mình sử dụng nó luôn nhé, và không phải để anh chị đợi lâu nữa, em sẽ cùng anh chị là đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của bộ sản phẩm này. Ở đây thì như anh chị có thể thấy này, đấy, đây nó là một chiếc đèn ngủ 3D có tên là IW nhá. Nếu mà anh chị mà bóc cái lớp này ra này, bóc cái lớp dưới này ra thì nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Đây ở đây là em để nguyên bản như này, em không tránh tình trạng là nó bị xước xát cái mặt đằng sau trong quá trình vận chuyển, nên là em vẫn để nguyên ở đây nhá. Đấy ở đây thì là nó như một chiếc đèn ngủ bình thường thôi. Nó khác một cái ở đây có một lỗ con này. Đây chính là cái mắt của camera anh chị nhá. Đấy giúp mình có thể nó quay được một góc quay cực kỳ là rộng này. Đấy. Cứ còn ở đây là mình biết nó là camera thôi thì là mình mới nhìn kỹ thì mình mới thấy thôi, chứ còn người bình thường người ta nhìn ở đây nhá, người ta cũng không thấy được cái gì ở trong này đâu. Đấy còn đâu mọi bộ phận của camera ấy, thì bên em sẽ thiết kế ở hết phía bên dưới này đây. Đấy, ở đây sẽ bao gồm có là khe cắm thẻ nhớ này, chân cắm sạc này. Riêng chân cắm sạc này nhá thì ở đây là mình không cần sử dụng đến, tại vì cái bộ sản phẩm này là khi bên em thiết kế là bên em đã thiết kế là hạ nguồn đấu sẵn ở đây rồi. Tức là anh chị chỉ việc cung cấp nguồn điện cho cái đèn này thôi là camera sẽ là hoạt động bình thường nhá. Thậm chí đây chỉ là tắt đèn đi này, tắt đèn đi thì cũng không ảnh hưởng gì đến camera nhá, camera vẫn hoạt động được bình thường. Đấy, ở đây là sẽ có công tắc on off này, đây chị sẽ đặt sang on nhé, on thì sẽ làm mở camera, off thì là tắt. Tiếp đến ở đây sẽ có nút reset, thì trong quá trình sử dụng ấy mà camera không phát ra mạng wifi thì mình có thể dím nút reset 10 đến 15 giây để cho camera khởi động lại, sau đó mình sẽ sử dụng được bình thường nhá. Đấy thì cách khởi động nguồn lên cực kỳ đơn giản như vậy thôi, anh chị mua về chỉ việc lắp thẻ nhớ vào này, bật công tắc nguồn lên này, đấy sau đó là anh chị sẽ lấy điện thoại ra xem. Ở đây là mình sẽ xem ở trên phần mềm nhé, đấy phần mềm chúng ta xem có tên là phần mềm Lookcam, đây Lookcam này. iPhone thì anh chị sẽ vào cho em phần App Store. Còn anh chị làm mà sử dụng điện thoại Samsung ấy, thì vào cửa hàng Set Play. Đấy thì điều đầu tiên là mình cần phải tải cái phần mềm về, phần mềm có tên là Lookcam này. Lookcam. Đấy. Anh chị tải cho cái phần mềm này về nhé, chứ đừng tải phần mềm dưới Pro đâu, không phải đâu. Tải đúng cái phần mềm Lookcam này về cho em. Đấy thì sau khi tải về xong ấy thì mình sẽ đi tìm một wifi của camera, thì những cái dòng này nó sẽ phát ra một mã wifi rất chi là dài và không hề có mật khẩu nhé. Mình sẽ ấn vào phần cài đặt này. Ở đây nó sẽ ra một cái mã wifi dài và không có mật khẩu đây. F94723 đây, anh chị kết nối này. Cái này thì anh chị đợi cho em khoảng tốc độ là 10 đến 15 giây là sẽ kết nối thành công anh chị nhé. Đấy ở đây nó ghi là mạng không bảo mật, thì ở đây là mình đang vào thoải mái là không cần mật khẩu nhé. Còn anh chị nào muốn lập mật khẩu ấy thì mình có thể lập ở trên phần mềm. Còn đâu đa phần ấy, khi anh chị kết nối xem từ xa thì cái mạng wifi này của mình sẽ tự động ẩn đi. Đấy ở đây nó hiện là không có kết nối internet thì kệ nó nhé, không vấn đề gì cả. Đấy mình trở về màn hình chính cho em này, vào cho phần mềm Lookcam này. Nếu mà vào đây nó không hiện cái gì thì anh chị cần vuốt nó xuống nhé, vuốt xuống để làm mới như này, nó sẽ hiện là cancel và ok, anh chị ấn nó cancel cho em.
Ở đây sẽ hiện device online, anh chị ấn vào phần device online. Ấn vào cancel để xem nhé. Đây. Đây chính là chất lượng hình ảnh của chiếc camera này. Anh chị có thể thấy đây. Đấy. Rất chỉ là sắc nét luôn anh chị nhá. Đấy. Ở đây thì anh chị có thể zoom to, zoom nhỏ, zoom to, zoom nhỏ này thì đều ok hết này. Đấy, xem toàn màn hình cũng ok này anh chị thấy không? Nét căng đét đẹp luôn anh chị nhá. Ở đây chất lượng hình ảnh thì anh chị có thể lựa chọn là 1080, 2K hoặc 4K thì đều là ok hết nhá. Chất lượng hình ảnh càng cao thì là càng nét này. Ở đây có biểu tượng hình bóng đen. Đây nó chỉ là cái đèn báo của camera thôi. Khi anh chị ấn như này là nó sẽ tắt cái đèn xanh xanh đỏ đỏ ở dưới đáy camera lên nhá. Đấy, anh chị ấn vào đây thì nó sẽ sáng bình thường. Ở đây có biểu tượng hình 3 chấm này, anh chị ấn vào này. Đây nó sẽ chuyển sang là chế độ là quay ban đêm nhá. Và nó sẽ trở về đen trắng như thế này đây. Ấn vào đây một lần nữa này là lại về chế độ quay ban ngày. Ở đây có hình tròn nửa trắng nửa xám. Đây là cái gam màu nhá, tức là tăng và giảm cái gam màu. Đấy, anh chị tăng lên càng nhiều thì màu sắc càng sặc sỡ nhá. Ở đây là ông mặt trời, để tăng và giảm cái độ sáng này thì cái này là tùy theo con mắt của mỗi người thì mình có thể căn chỉnh làm sao cho hợp lý nhất có thể. Đấy, ngoài ra thì mình anh chị có thể đảo lên này, đảo xuống này, đảo trái này, đảo phải này thì đều là ok. Muốn chụp ảnh thì ấn máy ảnh này, chụp này, chụp này. Muốn quay video ấy thì ấn vào biểu tượng máy quay. Đấy, như này đang bắt đầu quay anh chị nhá. Đấy, lưu ý cho em là muốn quay video mà có cả âm thanh nữa thì phải bật loa mới bật mic lên. Đấy thì sau khi quay xong anh chị ấn vào đây như là dừng lại, không quay nữa và lưu hết vào trong cái phần mềm cho mình. Thì tất cả những cái chức năng sử dụng ở trên cái phần mềm này thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, dễ dàng cực kỳ anh chị nhá. Thế anh chị là thao tác lên xuống hay chụp ảnh, quay phim hay tăng giảm là mình điều chỉnh hết được nhá. Đấy, còn đâu là những cái video cũng như hình ảnh nữa mình quay nó sẽ lưu hết ở trong cái phần photo cho mình này. Này, đây sẽ là hình ảnh này, đây sẽ là video này. Đấy, hình ảnh và video đây là sẽ đầy đủ ngày giờ phút giây chuẩn chỉ 100% so với ngày giờ của điện thoại của mình nhá. Đấy, ngoài ra thì anh chị có thể dí liền vào đây, anh chị có thể lưu trực tiếp về điện thoại này, chia sẻ này, xóa một cái này, xóa tất cả này thì đều là ok nhá. Cái thao tác thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn đâu ví dụ như anh chị nào muốn cài đặt để cho camera này nó tự động quay lùa thẻ nhớ ấy, cũng như là cài đặt để cho xem online trực tiếp từ xa ấy, thì anh chị đã có thể là tham khảo cái video trước đó của bên em. Bên em có làm cái video mà giới thiệu chung về cái phần mềm Nucam tất cả các chi tiết thì anh chị đã có thể tham khảo qua nhé. Thì những anh chị nào mà bây giờ là muốn lắp đặt một chiếc camera giám sát ở trong gia đình để giám sát là con cái này, giám sát vợ chồng này, giám sát đồ vật tài sản thì anh chị có thể tham khảo qua mẫu sản phẩm đèn ngủ này của bên em nhé. Và cái mẫu đèn ngủ này của bên em tức là ngoài IW ra thì nó còn rất nhiều các cái hình thù khác thì bên em sẽ làm theo yêu cầu của mình nhé. Mình muốn làm cái mẫu nào chỉ cần gửi hình ảnh sang là bên em sẽ làm y chang cho mình như vậy. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo. Chúc anh chị một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.